Chợ lớn. Tại vùng chợ lớn, mỗi ngày áp lực của Việt Cộng mỗi gia tăng. Tuy không có những trận đánh lớn xảy ra, nhưng nhiều dấu hiệu chứng tỏ hai tiểu đoàn Việt Cộng là tiểu đoàn 508 Long An từ vùng Tân An mới xâm nhập vào thành phố và tiểu đoàn 6 Bình Tân vào từ hôm mùng 2 Tết đã phân tán mỏng hoạt động, không chịu rút ra, dù đã bị một vài tổn thất khá nặng. Cả hai tiểu đoàn này hoạt động mạnh nhất là các quận 5, 6, 7 và 8. Các binh sĩ bên Cộng Hòa đã đối phó lại. Họ chia nhau án ngữ tại khắp cả đường phố và ngõ ngách, rình bắn từng tên Việt Cộng một. Một vài đám cháy nhỏ bốc lên trong khu chợ lớn. Dân chúng sợ hãi bỏ nhà tản cư đến những nơi an ninh hơn. Hai đại đội 3 và 4 của tiểu đoàn 33 biệt động quân đã từ quận Bình Chánh được điều động đến giải vây áp lực vùng này. Sau một chiến dịch kéo dài 8 ngày, biệt động quân mới ổn định được vùng trên và hạ khoảng 100 Việt Cộng, bắt sống 8 tên, tịch thu 35 súng cá nhân và 2 súng cộng đồng. Vào đêm mùng 6 Tết, từng tốp Việt Cộng từ 3 đến 10 người lén lút di chuyển qua các đường hẻm từ Phan Đình Phùng dẫn vào khu vườn bà lớn Nguyễn Thiện Thuật. Họ đi tới đâu, dân chúng kinh hoàng đóng cửa chạy trốn tới đó. Tiểu đoàn 38 biệt động quân lại được chỉ định đến giải tỏa khu vực này. Khi đến nơi, tiểu đoàn đặt bộ chỉ huy trên thượng tầng ngôi nhà 5 tầng ở đường Nguyễn Thiện Thuật và dàn quân vây bắt Việt Cộng. Con hẻm này nằm ở quãng giữa đường Nguyễn Thiện Thuật. Lòng hẻm rộng vào độ 3 mét, ngõ bị cụt bởi hai dãy nhà lầu chắn ngang. Dãy nhà lầu này chạy dài về hai phía, một dẫn ra đường Phan Thanh Giản, một mở vào lòng phố Phan Đình Phùng. Đây là chưa kể những ngách nhỏ thông vào vườn bà lớn. Việt Cộng đặt một ổ kháng cự tại căn nhà 2 tầng số 613 trên 23 và từ căn nhà này bắn vào quân đội chính phủ. Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa lập tức dạt sang hai bên lề đường, rồi dựa vào các bức tường nhà. Các toán quân chiếm các cao thế trên các tầng lầu, kể cả bộ chỉ huy đặt trên căn lầu 5 đều xối xả nhà đạn để yểm trợ. Lúc 10 giờ, tiểu đoàn 38 biệt động quân đã đến tăng cường và siết chặt vòng vây. Trước khi đánh vào, các binh sĩ mũ nâu gọi loa phóng thanh kêu Việt Cộng ra đầu hàng và yêu cầu dân chúng tản cư khỏi chiến địa. Nhưng Việt Cộng không ra mà lại còn bắn vào những nơi phát thanh. Quân đội chính phủ dừng trực thăng võ trang xạ kích vào vườn bà lớn, nơi Việt Cộng ẩn nấp từ đường gia đình Đỗ Hữu Vi và đồng thời dàn quân vào bao vây. Việt Cộng dùng B-40 bắn cháy nhà dân để tẩu thoát. Ngọn lửa bắt đầu cháy lúc 11:30, bốc cháy từ phía Phan Đình Phùng đổ vào và từ khu vườn bà lớn cháy lại. Khi ngọn lửa phát cháy ở khu này, xe chữa lửa đã chạy đến tiếp cứu ngay. Việt Cộng bắn cả vào xe cứu hỏa, khiến cho biệt động quân can đảm đến đâu cũng không làm tròn phận sự được. Giữa lúc đó, chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan mang theo một xe jeep gắn đại bác không giật 90 ly. Khẩu đại bác bắn hai quả vào căn lầu đặt bản doanh của Việt Cộng. Bốn can binh Việt Cộng bị giết. Sau đó, biệt động quân tràn vào các hẻm tiêu diệt thêm tại một căn nhà nhỏ kế cận thêm ba Việt Cộng khác. Trong lúc nhà cháy, Việt Cộng tháo chạy về đường Bà Hạt, Sư Vạn Hạnh. Vào 5 giờ chiều có đến 20 xe chữa lửa của Sở Cứu Hỏa Đô Thành tới dập tắt đám cháy. Ước lượng trên 300 nóc nhà bị thiêu rụi. Tổng số Việt Cộng bị chết trong trận này là 10 cán binh và 2 người bị bắt sống. Vào ngày mùng 3 Tết, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hiệu triệu đồng bào kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh tiếp tay với quân đội, ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn quốc và tạm thời đóng cửa các nơi giải trí, các trường học, cấm đoán mọi hình thức tụ tập.
Cũng vào cùng ngày, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gửi một nhật lệnh cho toàn dân tố cáo Việt Cộng vi phạm lệnh hưu chiến mà họ đã đề xướng, trình bày tình hình chiến sự tốt đẹp tại các vùng chiến thuật và khích lệ các chiến sĩ và kêu gọi quân đội bẻ gãy mọi mưu toan của Việt Cộng bằng bất cứ giá nào. Tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Lúc 3 giờ đêm mùng 1 dạng mùng 2 Tết, một chiếc xe Citroen do Nguyễn Văn Mười lái chở 19 đặc công Việt Cộng tiến về phía tòa đại sứ trông ra đường Mạc Đĩnh Chi. Mười dừng xe lại. Cả nhóm đặc công nhảy ra bắn chết hai nhân viên quân cảnh Mỹ. Một đặc công dùng súng bazooka bắn thủng tường chui vào bên trong. Khi người chỉ huy đã lọt vào trong vườn, bèn ra phá ổ khóa cổng ngang gần đó để cho đồng bọn tiến vào. Họ mặc quần đen và xanh, mang băng đỏ ở cánh tay, chạy vào bố trí theo đội hình mở cuộc tấn công vào tòa đại sứ. Bên trong tòa đại sứ có 6 dân chính Mỹ chiếm giữ phòng truyền tin ở lầu 4, vừa kịp báo cáo bằng điện thoại là Việt Cộng xâm nhập vào bên trong và ngay sau đó liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt. Ở tầng lầu dưới, hai quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ canh gác chạy ra giữ cửa chính. Việt Cộng bắn B-40 vào cửa này, khiến cho một người bị thương nhẹ ở nơi tay. Nhờ cửa làm bằng một thứ gỗ quá chắc, nên qua mấy lần, Việt Cộng dùng B-40 bắn vào mà không phá được vào bên trong. Chừng 20 phút sau, có một toán quân cảnh Mỹ tới cứu viện, bị hỏa lực Việt Cộng ngăn không thể tiến vào được. Có hai quân cảnh Mỹ dùng xe lao thẳng vào vùng hỏa lực địch, bị bắn hạ. Và cũng từ lúc này, Việt Cộng nhờ bóng tối ẩn núp theo các bồn trồng hoa và các cây cột của tòa nhà bắn ra. Để cứu viện kịp thời, quân đội Mỹ đã phải dùng trực thăng đổ quân xuống, nhưng mấy lần định xuống đều bị hỏa lực Việt Cộng bắn lên dữ dội cho nên không đáp xuống được. Cho mãi đến gần 9 giờ sáng, trực thăng mới an toàn xuống được. Nhưng trước 7 giờ sáng, vì trực thăng không thể đáp để mang quân tăng viện, cho nên một toán quân cảnh Mỹ đã dùng hỏa lực tấn công ngay hướng cổng chính và nhờ có binh nhất Paul Healy xung phong vào đầu tiên nên cuộc tấn công đã thành công. Một trận đánh sáp lá cà đã xảy ra ngay tại vườn tòa đại sứ. Cuối cùng, một cán binh Việt Cộng chạy vào căn nhà lầu 2 tầng ngay cạnh tòa đại sứ. Nhà này do đại tá hồi hưu George Jacobson, một nhân viên của tòa đại sứ cư ngụ. Việt Cộng chiếm tầng dưới, đại tá George Jacobson ở lầu trên. Quân cảnh Mỹ nằm bố trí ở vườn hoa bắn vào, không biết rõ Việt Cộng ở chỗ nào. Sau cùng, một nhân viên an ninh hướng dẫn quân cảnh đến sát cửa lầu dưới rồi qua cửa sổ bắn vào. Nhân viên này lấy lựu đạn cay và súng lục ném tung lên lầu cho đại tá Jacobson. Với lựu đạn cay và vũ khí, chính đại tá đã tiêu diệt tên Việt Cộng cuối cùng này và chấm dứt trận đánh. Tổng kết, có 19 đặc công Việt Cộng bỏ xác tại chỗ. Về phía Hoa Kỳ có 5 người tử thương. Cuộc chiếm khuôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ kéo dài đúng 6 tiếng đồng hồ. Tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 2 giờ 50 mùng 2 Tết, một tiểu đội đặc công Việt Cộng gồm 12 người thuộc đơn vị F1 định đột nhập Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tiểu đội này trang bị tiểu liên AK, lựu đạn tay và chất nổ, mặc áo thường dân, mang khăn quàng cổ trắng, băng tay đỏ buộc trên cánh tay trái, có dấu hiệu ghi là Liên đoàn An ninh Thủ đô. Họ đi trên hai chiếc xe du lịch, một sơn màu xanh mang bảng VA không số và một sơn màu trắng mang bảng số ED6473. Vừa đến nơi, Việt Cộng liền nổ súng bắn lính gác tại đầu cầu Cửu Long, đối diện tượng Đức Trần Hưng Đạo. Chiếc xe VA tiến sát hàng rào cản, đổ quân xuống rồi bắn xối xả vào. Tại vọng canh đầu đường này, có hai hạ sĩ quan hải quân phản ứng lại bằng súng lục. Bộ Tư lệnh Hải quân được báo động do tiếng nổ.
các nhân viên ứng chiến của hải quân từ trên lầu đã kịp thời bắn xuống yểm trợ. Một đặc công Việt Cộng bị bắn chết ngay ở hàng rào cản. Một tên khác bị bắn ngã khi tới tiếp viện. Việt Cộng vẫn từ hướng công trường Mê Linh tấn công vào. Tiếng súng hai bên bắn nhau chát chúa. Khoảng 3 giờ 5 phút, một xe tuần quân cảnh hướng từ cầu Thủ Ngữ nghe tiếng súng quay lại. Quân xa này bị hỏa lực bất ngờ của chiếc xe của Việt Cộng mang số ED-6473 xả súng tấn công. Hai quân nhân Mỹ ngồi trên xe bị thương. Chiếc xe của quân cảnh Mỹ vì quẹo quá gắt để tránh làn đạn Việt Cộng, cho nên bị lật ngay ở góc công trường. Việt Cộng vẫn tiếp tục mở cuộc tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân. Một bộ phận đặc công Việt Cộng nằm ở hàng rào cản bắn yểm trợ cho một bộ phận khác mang chất nổ vào cổng chính của Bộ Tư lệnh với ý định xâm nhập nội vi của trại. Các nhân viên phòng thủ của Hải quân từ trên lầu bắn xuống dữ dội. Ba đặc công xung phong vào trước bị bắn gục ngay ở cổng. Những người còn lại bị dồn vào thế kẹt, phải nấp sau hàng thùng chướng ngại vật bắn chống trả. Một vài cán binh Việt Cộng ở hàng rào phía sau lên tiếp viện, men theo chân tường, tới điếm canh đặt chất nổ. Một tiếng nổ phát ra khiến cho vách tường của ban canh phòng đại đội công vụ hải quân bị khoét một lỗ hổng. Hai đặc công Việt Cộng theo lỗ hổng chui vào, nhưng cả hai đều bị quét ngã tại chỗ. Khoảng 3 giờ 40, khi tiếng súng đã im, Toán tham báo Bộ Tư lệnh Hải quân xuất trại để xem xét. Một vài đặc công Việt Cộng còn sót lại chưa kịp chạy đã bị hạ hoặc bị bắt. Như một trường hợp, một đặc công bị hạ ở bụi cây tại công trường, một người khác bị hạ sau đống gạch của nhà thầu Nguyễn Văn Dần. Một đặc công đầu hàng, một người khác vùng chạy vừa thoát khỏi công trường Mê Linh tới hãng rượu BGI thì bị quân nhân Mỹ đồn trú tại đây bắt. Kết quả, 10 Việt Cộng bị bắn chết, 2 bị bắt sống, 7 AK, một súng lục trung cộng và khoảng 100kg chất nổ plastic bị tịch thu. Bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa có 2 chiến sĩ hy sinh và 9 người khác bị thương nhẹ. Thông thường, chỉ có Toán gác dưới cổng là có vũ khí, còn các nhân viên ứng trực không có. Nhưng nhờ có lệnh báo động của Bộ Tổng Tham mưu, lúc 11 giờ khuya, sĩ quan trực Nhật mới cấp vũ khí cho các nhân viên. Do đó, khi Việt Cộng đột nhập vào, lực lượng bên trong đã phản ứng kịp thời làm cho Việt Cộng bị tê liệt ngay từ phút đầu. Theo kế hoạch của Việt Cộng, thì họ định chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân chớp nhoáng. Sau đó, được quân tăng viện từ bên ngoài vào, họ sẽ chiếm các tàu chiến dọc theo sông Sài Gòn để yểm trợ cho cuộc nổi dậy cướp chính quyền của dân chúng. Tấn công trại thiết giáp Phù Đổng. Việt Cộng muốn chiếm trại thiết giáp này với ý định chiếm các chiến xa vì họ có mang theo các tài xế chiến xa thuộc tiểu đoàn 2 cơ giới R để nếu chiếm được chiến xa thì họ sẽ lái xe về đánh Sài Gòn. Trước kia thì trại này có để một số thiết giáp mới nhưng nay thì không có vì đã được bổ sung cho các đơn vị cả rồi. Sở dĩ trại thiết giáp này bị thủng dễ dàng vì hệ thống phòng thủ nơi đây rất sơ sài. Bên trong chỉ có bộ chỉ huy thiết giáp với khoảng 40 nhân viên vừa cư ngụ tại chỗ vừa phụ trách canh gác. Việt Cộng đánh ngay vào cổng chính. Khi xâm nhập trại, họ bắt quân nhân và gia đình tập trung và khi rút lui thì họ giết sạch. Một vài sĩ quan cao cấp thiết giáp bị tàn sát như Trung tá Nguyễn Tuấn với cả gia đình của ông ngoại trừ một bé nhỏ 10 tuổi và Trung tá Huỳnh Ngọc Diệp. Tấn công trại pháo binh Cổ Loa và Nọ Thần. Tại khu vực pháo binh có trại Cổ Loa và trại Nọ Thần, gồm bộ chỉ huy pháo binh, một vài hậu cứ của tiểu đoàn 61 pháo binh đóng trong trại Nọ Thần. Việt Cộng chỉ thành công xâm nhập một phần ở khu trại Cổ Loa. Trại Cổ Loa phòng thủ sơ sài, tuy được Bộ Tổng Tham mưu ban lệnh báo động và một vài quân nhân sống ngoài trại biết Việt Cộng xâm nhập và báo cáo, nhưng bất chợt Việt Cộng xung phong vào cổng phía tây bắc của trại, khiến tại đây có một tiểu đội canh gác không thể ngăn chặn được địch đột nhập và chỉ ngăn chặn được khi nhờ các khẩu đại bác 105 ly
của tiểu đoàn 61 pháo binh bắn trực xạ. Nhiều phần tử địch được chuyên chở bằng xe gắn máy từ Gò Vấp đến tăng cường cho mặt trận. Việt Cộng không vào được, cho nên dùng bích kích pháo bắn vào và đồng thời đột nhập cư xá sĩ quan ở phía Bắc để lùng bắt các quân nhân. Cả ngày mùng 2 Tết, Việt Cộng tạo áp lực nặng nề ở đây và công hãm cả quân Lao Gò Vấp. Tuy cân tiếp ứng của thành phố chưa lên kịp, nhưng Việt Cộng cũng không mở được một cuộc tấn công nào mạnh mẽ để làm chủ tình hình trên toàn thể khu vực này. Vào ngày mùng 3 Tết, lực lượng thuộc lục chiến thuộc chiến đoàn B đến giải tỏa. Nhiều trận đụng độ rất gay go đã xảy ra, nhưng đến buổi chiều, hai tiểu đoàn thuộc lục chiến đã làm chủ được tình thế. Rạng sáng ngày mùng 4 Tết, Việt Cộng còn từ các hướng Bắc và Đông Bắc mở một cuộc tấn công chót vào căn cứ này của pháo binh. Họ đã thành công đột nhập vào một phần của trại, khiến pháo binh của trại Nỏ Thần bắn trực xạ một lần nữa mới đẩy lui được Việt Cộng. Trong cuộc tấn công này, hai khẩu 105 ly bị hư hại. Vào ngày mùng 4 Tết, mặt trận Gò Vấp tạm yên, nhưng Việt Cộng lại chuyển hoạt động sang ngã năm Bình Hòa.